Sati saha
Kính mời giảng sư Tinh Tuệ Từ Bi Hoan Hỷ giảng dạy bài học Pali ngày hôm nay. Chúc lớp có buổi học pháp an vui. Dạ con kính dâng mít đến sư. Nam mô Phật Thầy ạ. Nam mô Tham Mai ạ, Nam mô Sang Khai ạ. Xin chào ạ. Con kính lễ lễ sư ạ. Hôm nay thì dạ con kính lễ lễ sư ạ. Rồi. Dạ. Hôm nay thì mình sau cái bài số 11 đó là phần đọc đoạn văn với lại phần giải bài tập. Giờ mình sẽ đọc đoạn văn để trả lời câu hỏi, hai câu hỏi hôm trước của mình chưa trả lời xong. Làm tìm thì vị lai mới gạch dưới trạng từ gì đó.
thì vị lai mới tìm đặng từ chỉ nơi chốn. Thì chúng ta đọc phần trọng văn trước. Đây là trọng văn của bài số 11, tức là trọng văn số 10. Sa cha tô phúc ra lô ra chắc khu ma rê cha tê chá sô ta ra chắc khu ma rê chá a nan đá ra chắc khu ma rô chá ca lu đà chí nà ma a ma chô chá thanh ná sa ra tì chá cành thác cát sô chá maha phù khí u khô chá chá tác sô ni khí cung phô chá tác minh tí vật xê bí chá ta a hê sung. Khi mê sát ta sá chá ta nà ma a hô xí sát ta chá tê sút sa cha te su ya so thara ra cha kum a re ta sa aga ma he si ho vi sa ti chan na sa ra ti cha kan tha ko na ma a so cha vi ma na to pa pa cha ya tha nang tang na yi sam ti bồ thi sát tổ hà bồ thi rúc khá sa hệ tha ăn tân na pha vi toa vi sa kha ma sát sát un na mi di va se sa ma sam bồ thi nhà nàng pha un ni sát ti pha tham mô ca lu đà yi na ma a ma cho bồ thi sát tát sát pa pa chi tát sát ca pi la bất thu na ra rằng a ca tàng Uthang ara kesati tathagato ethampi thamang de se toa tum ha kang nya tayo ariya phalani pa puna pesati ananda raja kumaro pi uthupat ko avisati. Sahajato pukalo raja kumari jate yaso thara raja kumari jah ananda raja kumaro jah kaludayi nama amacho jah chana sarati jah kanthakasho jah maha bhuti rukho jah chataso nitikumho jah tasmin divase pijata ahesum ime sata sa cha ta nama ini suji itu ime sát ta sát cha ta nam ma a hùng sát cha tề su ya so tha ra ra cha cô ma ri tát sa an đa ma he si ho vi sát ti chân na sa ra ti cha căn thắc o nam ma a so cha ni ma na to pa pa cha ya tha năng tăng na di san ti bồ thi sát to ma ha bồ thi rúc kha sa he tha Atana
Havi toa ve sa kha ma sa sa pun ami divase samma sampo thi nhanang pa puni sati pathamo ka rudayi nama amacho bodhisatta sa kapuchi tasa kapilavatu nagarang agatang puthang ara thesati tathagato ethapi thammang de đề sê tòa tông hà càng nhà tây yô ariya phala ni pa puni sati anando raja kumaro pi put putasa này putasa này cho nó dễ đọc putasa upathako phavi sati rồi mà lớp giơ tay lên để đọc bài. Anh Cát Khánh có vào lớp không? Yeah, mời cô Tân mời lớp đọc bài sư đi. Dạ. Dạ xin mời Phật tử Kim Cúc. Dạ thưa sư con đọc xin đọc bài ạ. Sá há cha tô bút nát tô lô ra chá cú ma rê cha tê giá sô tha ra ra chá cú ma rì chá ananda ra chá cú ma rô chá ca lú đa dí na má á mắc chô chá chanh Na Sarathi cha Căng Thắc Cách Sô cha Má Hà Bồ Thí Rút Khô cha Chá Tách Sô Ní Thí Cùng Phi Dô cha Tách Minh Đi Quá Sê Bí Cha Ta Á Hệ Xuân Ý Mê Sách Tá Sá Há Cha Ta Nam Má Á Hùng Sá Há Cha Tê Sú Yá Sô Thá Ra Ra Chá Cú Ma Ri Tá Sá Ác Gá Má Hê Si Phá Vít Sá Tí Chà Ná Sá Rá Thi Chá Căng Thá Cô Na Má Á Sô Chá Vi Ma Ná Tô Báp Bá Chà Giá Thà Năng Tăng Ná Yít Sàn Tí Bodhisatto, Maha, Bodhiruskhasa, Hattha, Attana. Thưa sư kéo lên giùm con. Phaveto, Vesakha, Masasa, Bunami Divase, Sama Sambodhinamang, Nanang. Babunisati Pathamo Kaludayi Kaludayi Nama Amacho Bodhisattasa Babuchitasa Kabilavatthu Nagarang Agatang Buddhang Arathesathe Arathesasi Sesati Tathagato Ettha Bi Thammang Desitwa Tumhakang Nhà Ta Vô Ariya Phá La Ní Papuna Besati Ananda Raja Kumaro Bi Buddhasa Ubathako Phá Vissati. Thưa sư xin hết ạ. Xin mời cô tu nữ Diệu Bảo. Kéo bài học xuống giùm con. Nhà bạch sư con xin đọc bài học. Sa há cha tô gá lô ra chá cú ma rê cha tê giá sô thá ra ra chá cú ma rê chá ananda ra chá cú ma rô chá
kalu đa dí nama atmacho cha chana sarathi cha kantha kasso cha maha bodhi rukho cha cha tasso nithi kumpiyo cha tasmin đi quá xe tí cha ta á hề sùng ý mê sát tá sa há cha ta na má á hùng sa há cha tê sú giá sô thá ra ra chá cú ma ri tá xá ắc gá mê ắc gá má hề xí phá quýt sá tí cha ná sa rách thi chá can thá cô na má á sô chá quý ma ná tô bắp bá cha giá tha năng tăng giá xí sang tí bồ thí sát tổ ma hà bồ thí rút khát xá hết thà át ta nà. Bác sư kéo lên giùm con ơi. Phà quê tòa quê xa khá mà sát xá bùm ná mi dân xàm mà xàm bồ thí nà nhà năng và bú ní sát tí bát tha mô ca lú đa dí na ma át mát chô á mát chô bồ tí sát tá xá bát bú chí tá xá ca bí lá vá thú na gá răng a gá tăng quốc thằng a ra thê thê xà tí a ra thê xà tí tá tha gá tô ết tha ết tha bí tham măng đề xê tòa tùm hà căng nhà ta dô á rí giá phá là ní bà bú nà bét sá tí a nàn đá ra chá cú mà rô bí bút thá xá ú bán hà cô phát quý sá tí. Con xin hết ạ. Xin mời Phật tử Hảo Nguyễn. Dạ bạch sư, con xin đọc đoạn văn ạ. Sa há cha tô bút cá lô ra chá cú ma rê cha tê giá sô thá ra ra chá cú ma rì chá a nan đá ra chá cú ma rô chá ca lú đa dí na má a má chô chá cha ná sa rát thi chá can thắc cá sô chá Maha bụt thí rút khô chá, chá tát xô, ní thí cùng phí dô chá tát minh, đi quá xê pí, chà tà, á hê sung, ý mê sát tá, sá há dạ tà, nà má á hồn. Sá há chà tê sú, dạ sô, thá rà, rà chá cú mà rì tát xá, á gá mà hê si. Và quyết sát tí cha ná sa rát thi chá can thác cô na má á sô chá quý mà ná tô bắp bà chà giá thà năng tăng na dít sàn tí bồ thí sát thô ma hà bồ thí rút khát xá hết thà á tà na và quê tòa quê xà khá ma sát xá Bunami yang sama sambuti nyanang papun nisati batamo kaludayi nama amacho bodhisattasa pajucci tasa kapila watu nagarang agatang butang arate sati tathagato eta bí tham măng đề xê tòa tùm hạt căng nhà ta vô á rí giá phà phá la ní bà bú nà bế sá tí ananda ra chá cú ma rô bí bú thá xá ú phá thạc cô phá quý sá tí. Dạ con xin hết ạ. Xin mời Phật tử Lâm Thị Nương. Dạ bạch sư, con xin đọc ạ. Sa há cha tô bút cá tô ra chá cú ma rê
Chate Yasothara Raja Kumari Cha Ananda Raja Kumaro Cha Kaludayi Nama Amacho Cha Chana Sarathi Cha Kanthakaso Cha Mahabodhi Rukho Cha Chataso Niti Kum Fiyo Cha Tasmin Diwasepi Chata Ahesun Ime Sata Saha Chata Nama Ahun Saha Chatesu Yasotara Raja Kumari Tasa Agang Mahesi Fawisati Chana Sarati Cha Kantako Nama Aso Cha Wimanato Papachaya Thanang Tang Nayi Sangti Bodhisatto Maha Bodhi Rukhasa Heta Atana Fawetua Vesakha Masasa Punamiyang Sama Sambuti Nyanang Papu Nisati Patamo Kalu Ji Nama Amacho Bodhi Satasa Papunjitasa Kapila Watu Nagarang Agatang Butang Ara Desati Tathagato Ethapi Thamang Desitwa Tumhakang Nyatayo Ari Yafalani Papunya Pesati Anang Ananda Raja Kumaro Pi Buddha Buddha Uppathako Pavisati. Dạ, bà sư con xin hết. Xin mời Phật tử. Ủa, con Hải Nguyễn đọc chưa? Xin mời Phật tử Phạm Thịnh Thảo. Cô đang mở sẵn bài tập đi nha, đọc xong cái này bài tập nào ạ? Bà Ha Cha Tô Phúc Ba Lô Ra Cha Phú Ma Rê Cha Tê Ra Sô Thá Ra Ra Cha Phú Ma Rê Cha Ananda Ra Cha Phú Ma Rô Cha Tanu Đa Chí Nam Má Anak Chô Cha Chana Sa Ra Thi Cha Tâm Thác Cách Sô Cha Maha Bồ Thí Rúc Khô Cha Chá Tát Sô Ní Thí Cung Phí Dô Chá Tát Nhi Đi Quá Xê Tí Chá Ta Á Hê Sùng Tí Mê Sát Tá Sá Há Chá Ta Nam Má Á Hát Sùng Á Hùng Sá Há Chá Tê Sú Rá Sô Thá Ra Rá Chá Tú Mà Rì Sát Sá Ác Giá Ma Hê Sĩ Sá Rút Sá Tí Chánh ná sa ra thi chá Tâm thá cô Ma mã ác sô chá Ní ma ná tô Bất tả cha giá Tha năng tăng Ná viết sanh tí Bồ thí sát tô Má ha bồ thí rút Khách xá Hết tha Ép tá na Dạ thưa sư kéo màn hình giúp con ạ. Và về tòa về xa khả ma sát phá bùn ná nghĩ rằng samma sambodhi nhà samma sambodhi nhà năng và vũ nít sa tí đắc thám mô đa nữ đa dí na má á mắt trồ bồ thí sát tất xá ba búc thí tất xá ca bí lá vắt thú na ra rằng a ga tăng bút thăng a ra Đức Sa Tý
tát tha gát tô ích thá tí tham măng đê xê toa tung hạt căng nga ta dồ a di giá phá la ní ba vú na vết hạ tí anh em đã ra chả khu ma rồ tí bút khách xá u bắc thà cô ta viết xá tí đã thư sư con đọc sao ạ. Xin mời Phật tử Thạch Nguyễn. Thưa sư, con xin phép được đọc bài Saha Chato Pukkalo Rachaku Mare Chate Yasu Thara Rachaku Mare Chananda Chaku Maro Chaku Chakalu Dai Nama Amacho Chachan Na Sarati Chakantha Kasu Chamaha Bodhi Rukhu Chathasu Nithikum Piyo Chathasmin Diwase Pichata Ahesum Ime Sata Sahajata Nama Ahum Sahajate Su Yasu Thara Rajakumari Thasa Aga Mahesi Pawisati Chana Sarathi Cha Khantako Nama Asu Cha Vina Natu Papaja Yathanang Tang Na Yisanti Puthi Sattu Mahabodhi Rakha 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 Sa Hetha Atana Paweta Vesa Kama Sasa Punang Punna Miyang Samma Sambuddhi Nyanang Paputnisati Patthamo Kaludayi Nama Amacho Bodhisattasa Paputjitasa Kapilapvatthuna Garang Adgatang Buddhang Arahesati Tathagato Etapi Thammang Desetva Tumakang Nyatayo Ariyapala Nipappuna Pesati Ananda Raju Raja Umaro Buddha Upathako Pavisati. Dạ thưa con xin cảm ơn. Xin mời Phật tử Diệu Thủy. Dạ bạch sư con xin đọc ạ. Saha Chato Pukkalo Raja Kumare Chate Jaso Thara Raja Kumari Cha Ananda Raja Kumaro Cha Kalu Da Ji Nama Amakcho Cha Channa Sarathi Cha Kanthak Kasso Cha Mahabodhi Rukho Cha Chatasso Nithikum Phi Yo Cha Tasmin Diwase Pi Cha Ta Ahesung Ime Satta Saha Chata Nama Ahung Saha Chate Su Lasso Thara Raja Kumari Tassa Aga Mahesi Pavisati Chanda Sarathi Cha Tantako Nama Aso Cha Vimanat Nyato Papa Cha Za Thanang Tang Nazi Sati Bodhisatto Mahabodhi Rukha Sa Hetha Attanya Phavetva Vesakha Mas Sa Sa Puna Mi Rằng Samma Sambodhi Namang Namang Papu Ni Sa Ti Pathamo Kalu Da Ji Nama Amakcho Bodhisatta Sa Papuchita sa kapila wa thu na gara rang aga tang buddhang ara the the sa ti tathagato etha pi thammang de se toa tum ha kang nya ta zo ari za phalan phalani papuna pe sa ti anan
đá ra chá của ma rô pí bút thá xá úp hát thà khổ pháp vi xá tí. Bạch sư con xin hết ạ. Xin mời Phật tử Tiên Mã. Dạ, thư sinh xin đọc bài. Xe ha trẻ tô bút gê lô ra trẻ của ma rê trẻ tê giê sô thái rê ra trẻ của ma rê trẻ Ananda ra trẻ của ma rô trẻ kê lô đại dí Nam mê ách mát chô á mát chô trẻ chân nê xe ra thi trẻ cần thái cách sơ chế mấy hai bồ thí lúc khổ chế chế tách sơ nhất thí cùng phi yô chế thất minh đi qua sơ bí chế tè e hê sung y mê sát tế xe hê chế tè nè mê e hùng xe hê chế tè sú giê sô thê rê rê trê cú mê rì tát xê rê trê mê hê suy phê quý sê tí chê nê xê rê rê thi chê cần thê cô nê mê át sô nê mê sô chê quý mê nê tô bắp bê trê dê thê năng tăng nê dí sân tí bô thí sê tô mẹ hà bù thí rút khách xé hề hết thè ách tên nè vài quê tòa về xé khé mẹ xé xé quần lé mỹ dân xé mẹ xém bù thí nhẹ nặng bà bù lý xé tí bà thê mù kê lưu đại dí nam mê át ma chô a ma chô bố thí sa ta sê ba bút trí ta sê ca bi lê quá tu na ghê răng hà ghê tăng bú thăng hà ra thê thích sa tí ta thê ghê tù ít thê bí thâm măng đề sê tòa túm hai căn nhà tây dù ari dê phê lê ní bà bú nè bích xá tí anh nè rà trẻ cú mà rô bí bú thách xá bú bách thè cô phá quýt xá tí. Dạ thưa sư, xin hết. Dạ có còn phật tử nào muốn đọc không ạ? Dạ thưa sư hết rồi. Dạ thưa sư xin hết rồi. Giờ tìm tạng từ chỉ nơi chốn với các động từ sử dụng ở thì vị lai. Có gì động từ nào? Bạch sư, có phá vi xá tí sẽ trở thành ạ. Và ná dí xá tí là sẽ đưa đi ạ. Và ara thết xá tí là sẽ thỉnh mời. Và một động từ phá ví xá tí ở cuối cùng là sẽ trở thành nữa. Bạch sư con xin hết ạ. Rồi, cái này là tạm từ. Phá vũ đi tự tí nè. Nãy có nói cái này chưa? Dạ, dạ chưa sư ạ. Cái đấy con còn thiếu. Phá vũ đi tự tí nè. Rồi, sau đi sự tí. Đó là các động từ thì bị lại.
Rồi. Cần thì chỉ đi chỗ ép khác nữa nè. Cần thì chỉ đi chỗ. Bạch sư hết tháng nữa ạ. Là ở dưới ạ. Cái này có. Hết tháng, hết tháng. Hết tha. Có rồi, dạ có rồi. Dạ. Rồi. Rồi bây giờ mình sửa bài tập. À, sửa bài tập. Rồi con một trăm post bài tập lên trên lớp. Dạ. Rồi lớp sửa đi, sửa được câu nào sửa câu đó. Bạch sư con xin sửa câu 4 ạ. Thưa sư con xin sửa câu 1 ạ. Dạ, con xin sửa câu 3. Con xin sửa câu 3. Cô Hảo sửa câu 3 là con. Là ai có 2? Cô vậy cô Bảo sửa câu 2 nha. Dạ. Cô đọc Trân ghi giùm cô luôn nha Trân. Câu 1. Hoàng tử Ananda. Đại thần Ca Lú Đa Dí. Có bà hay gì không? Không. Đại thần Ca Lú Đa Dí và người hầu Chan Ná. Có cùng độ tuổi với thái tử. Hết. Thank you.
Trân viết giùm cô câu số 2. Sau này người đánh xe. Chan ná và người ngựa kiềm trách. Sẽ đưa ngài từ hoàng cung đến nơi xuất gia. Chị chuyển câu lên rồi nó chăng? Dạ. Sẽ đưa thái tử chị Tiên gặp năm mà chị Tiên. Để tôi sơ xong mời sư. Rồi chúng ta xem để sư bài ha. Câu số 1, Ananda Raja Kumaro Cha Kaluda Ji Nama Amacho Cha Chanu Patako Cha Raja Kumarena Samawaya Ahi Ahung. Ahung ở đây là Hô Tí, đúng từ Hô Tí. Quá khứ số nhiều. Hoàng tử Ananda. Hoàng tử Ananda Đại thần Kaluda Ji và người hầu Thanh Mát có cùng độ tuổi với thái tử. Hoàng tử Ananda sửa chữ này lại. Nó quen đọc sai, bây giờ biết viết cũng sai luôn. Rồi lên câu 2 đây. Pacha Chanupatha Ko Tantaka Sena Sati Ý mà nó to bắp bắp chát thà nàng ra chát cú mà rằng nây dí sức tí. Sau này người đánh xe chanh ná và ngựa yên trắc sẽ đưa ngài từ hoàng cung đến nơi xuất gia. À, được rồi. Câu số 3. Bodhisatto Attatto Pavetoa Vesakama Sat Unami Ivase Sama Sampo Thi Nhà Năng Pa Uni Sati. Bồ Tát sau khi tự mình tu tập sẽ đạt được quả vị toàn giác. Vào ngày rằm tháng Vesak. Cái chữ Samasampo Thi Nhà Năng ở đây mình viết lại đạt được toàn giác trí đi cho nó sát với chữ từ ngữ hành. Đạt được toàn giác trí, bỏ cái chữ quả vị. Chữ quả vị nó thật ra mình dịch thêm cái chữ Samasampo Thi Nhà Năng nó chỉ là toàn giác trí hay là rằm tháng mê sáng. Rồi con số 4. Kaluda Ji Nama Amajo Apilawatu Nagarasa Nivatanaya Uthang Arate Thesati. Đại thần Kaluda Ji sẽ thỉnh mời Đức Phật trở về thành
Kapila Phật Thú. Câu thứ 5. Sahachata Pukkale Su Amito Dana Raja Puto Ananda Raja Kumaro Anagate Uthasa Upatthako Vuvisate. Trong những nhân vật đồng sanh, hoàng tử Ananda, con trai vua Amito Dana, sẽ trở thành thị giả của Đức Phật trong tương lai. Rồi sư, cái câu mộ quá thưa sư, cái động từ á sư, sao không dùng hon tí mà dùng hay sư á hôn sư? Cái dạng hô đó thì viết dạng hôn tí cũng được, cũng viết dạng thì quá khứ thì cũng được. Cần thấy có cùng độ tuổi á, từ lúc đầu sư viết là hon tí mà nhà sư sửa rồi giống nhau mà. Một cái hiện tại, một cái quá khứ. Dạ. Hiện tại nói cái quá khứ thôi. Tại cái này các nhân vật này nó được liệt kê giống mình kể lại vậy, cho nên tự lại quá khứ chứ thật sự cái này sử dụng hiện tại cũng được, cái này không ai bắt lỗi. Cái này muốn kể về quá khứ nên sẵn học được thì quá khứ rồi thì biết luôn ở thì bạn. Dạ, bữa nay mũi nhiều quá mà. Rồi, không rồi thằng mũi bị mũi cắn hoài. Mũi quá là nhiều, mới anh con vô ve đây nữa. Mũi không rồi bị mũi cắn hoài. Ông lấy đồ ông đựng này với nước của tôi nha. Tôi cứ tắt mic của tôi ơi. Dạ bạch sư, con xin dịch câu số 3. Dạ thưa sư, con dịch câu số 5. Dạ, con dịch câu số 2 ạ. Dạ, con dịch câu số 1 ạ. Cô xin dịch cho con số 4 rồi chứ.
Trang ghi tiếng Việt giùm cô được không? Có tiếng Bali vô câu của cô giùm được không? Dạ. Giá sô thá ra. Ra cha xích thách thá. Ra cha cố ma rát xá. Phá rí già. Phá quý xá tí, phá quý xá tí. Quý xá tí. Ngọc Trân nối dùm dùm cô Hảo cái 2B, tại vì cô Hảo, cái máy cô Hảo nó nhảy mất rồi. Cảm ơn Ngọc Trân. Nói gì cô? À 2B vô hả? À, cái 2B của cô, à, cảm ơn. Cảm ơn Trân. Trân ơi, chị gửi cô năm lên rồi đó. Trân ơi, sửa giùm cô cái chữ phá quý xá tí. Cô đánh mà sao gửi lên cô thấy sai. Phá quý xá tí bỏ kê xá lý gì đó. À. Dạ sư, xong rồi sư. Ngọc Trân ơi, Ngọc Trân sửa giúp cho mình cái chỗ từ má ha bô thí rút khá xá chứ không có chữ mu đâu. Má ha bô thí rút khá xá. Người bỏ cái đó đi. Bỏ. Má ha bô thí rút khá xá. Cảm ơn nha. Những đạo phân ra trước Bồ Tát Sĩ Đức Thá một chạy chứng được là hai tầng giác tí là ba cây đại thọ bồ đề, ở dưới là bốn cây bồ đại thọ bồ đề là năm, như vậy chúng ta có năm phần. Toàn giác thì có trí không sư? Ở đây không có trí. Có thêm không sư? Có. Rồi, thì ở đây mình có là Bồ Tát Sĩ Thất Thá là số 1, chứng được là số 5, toàn giác là số 4, hít tha là số 2, hít tha là số 3, ma bố thí rút khá xá là số 4, như được rồi. Rồi câu số 2, cả là một.
cả là một. Hoàng tử An An là hai, chứ lẫn đó mình bỏ nó đi, lẫn với cả là một rồi. Đại thần Kaluka lúc đa dí sẽ 1, 2, 3 sẽ chứng được là 3, 4 thánh quả là 5 trong thời kỳ, và 6 của Đức Phật là 7. Hoàng tử Ananda là 1, Phí là 2, Karuna Dí Nama Amacho Phí là 3, sẽ chứng được là 7, thánh quả là 6 trong thời kỳ, của Đức Phật là 5, cả 1 phần 2 là 3, trong thời kỳ là 5, Đức Phật Gautama là 4. Rồi mình xem phải đúng không? Trong thời kỳ, nếu mà trong thời kỳ người ta biết chính nhau như vậy thì cũng được. Nhưng mà chữ này không phải chữ Phước Thác nè. Rồi chữ Đức Phật Gautama không, sao không thấy? Con, dạ con viết sai á thưa sư. Con biết dư cái chữ R-I á. Buddha, Buddha Samaji. Cái chữ Gautama đi. Gautama. Không á. Buddha, chữ Buddha này sửa lại. Buddha Samaji, thật sự. Buddha Kale. Rồi câu số 3. Ông Chính Yêu Sâu Tha Ra sẽ trở thành người bạn đời của Thái tử Thập Hạ. Ông Chính Yêu Sâu Tha Ra là 1, sẽ trở thành là 2, người bạn đời là 3 của Thái tử Thích Thập Hạ là 4. Còn Chúa Yasodhara là số 1, sẽ trở thành là 4, người bạn đời là 3, Thái tử Siddhartha là 2. Rồi, câu số 4. Còn nam của vua Amitabha nó sẽ xuất gia và sẽ trở thành thầy giả của Đức Phật. Bằng nam là 1. Của Amitabha là 2, sẽ xuất gia là 3, trở thành là 4. Thì giả của Đức Phật là 5. Chữ đó thì có thể chia viết thành 2 và thành 1. Của Amitabha là số 1, Quan Âm là số 2. Gia là sau khi xuất gia, là chỗ đó là số 3 đi. Số 3 sẽ trở thành là
táo. Phật tử số 5. Thì giả. Cái thư giả mình tách ra làm hai đi. Cái thư giả là số 5. Quýnh Phật tử số 6. Nó số 4. Rồi. Giống con ghi, con ghi mà biết gì. Vậy là cái này là ghi là sẽ xuất gia hay là sau khi xuất gia sư? Dạ. Cái gì là để cái này là để sẽ xuất gia luôn hả thưa sư? Sẽ xuất gia và sẽ trở thành thị giả của Đức Phật. À, tổ số 5. Sau này không để là sau khi xuất gia sư? Biết vậy cũng được, có sao đâu. Rồi, ngoại trừ là một. Ngược yên các vật là hai. Các nhân vật là ba. Còn lại là 4, sau khi gặp là 5, Đức Phật là 6, điều đắc được là 7, thánh quả là 8. Ngoài trừ là 3, số 3. Người kiên tác là số 2. Sẽ sắp phục cơ la. Các nhân vật còn lại là các con vật còn lại viết nó mà thành một chữ thôi, chỉ nó một phần thôi. Vậy là số, số 1. Số 5. Số 5. Rồi Đức Phật là số 4. Điều đắc được này, biết sư thêm như đều sẽ đắc được đi, bẻ chữ đều luôn, sau khi gặp Đức Phật sẽ đắc được thánh quả. Đức Phật sẽ đắc được không? Rồi thứ 7, thánh quả thứ 8. Rồi chữ bài tập nâng cao đi. Bên căn trên sẽ số 2. Con xin sửa số 1 ạ.
sửa số 3. Nhà gạo ra ngoài nói chuyện để ngoài học. Dạ con sửa số 4 ạ. Cô giờ sửa bài tập nâng cao tiếng Bali sang tiếng Việt hết Trân. Dạ. Cô sửa câu số 2 Trân viết giùm cô. Dạ. Dạ còn câu 5. Cái báo đọc đi. À. Thằng Hoàng đây cô lật lại. Hoàng hậu Maya đã sanh Hoàng Nam vào ngày rằm tháng Vê Sắc. Bảo dịch câu 2 á. Câu 2 Bali sang Việt á. Bali sang Việt hả? Bài mới. Cô bảo. Sách bài mới là bài số 11 hả Trân? Dạ đúng rồi, sách đó là nó mới bị trùng á, sách cũ là trong sách nó bị trùng á cô, bây giờ cô phải nhìn trên đây cô dịch lại đó. Con khoan để cô dịch ra. Câu số 3 trong sách không phải câu này. Đã đúng rồi. Giờ các cô đừng có nhìn trong sách bài nâng cao này, đừng nhìn trong sách mà nhìn trên màn hình nè. Trời ơi. Ủa vậy là khác. Vậy cô dịch ở trong sách á? Dạ không, trong sách nó bị trùng á. Giờ cô nhìn trên màn hình á, cô dịch. Thank you.
Vậy là bỏ trong sách hả Hân? Dạ, trong sách là nó bị trùng với mấy bài cũ của cô nên không có xài. À, rồi 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 rồi. Sách mới cũng sắp in rồi á, à, vậy là để coi đi màn hình. Khoan, để cô lật mấy cái từ cô dịch mới được. Ta bắt sát. Ngọc Trân ơi, Ngọc Trân giúp mình cái, mình dịch cái câu 1 ấy. Nip nip bát tá, nip bát tá. Tí xá tí, mình sinh là mình dịch là sinh lên cõi trời đâu xuất không biết. Cái hai cái từ này mình không biết nghĩa, đoán thế không biết có đúng không? Mình đã post bài lên rồi đó. Câu hỏi đấy. Ừ, Ngọc Trân xem sửa giúp mình. Tiếp bát thá tít xá, mình cha mà không thấy có từ nào như thế, mình đoán là xin cõi trời đâu xuất. Đúng không? Ngọc Trân sửa giúp. Cứ để đi. Sửa luôn lần cho nhẹ. Rồi rồi rồi. Trời chị sẽ sinh lên cõi trời. Sinh lên cõi trời. Dạ, không có đâu xuất. À thế ạ. Hai cái từ không biết là cái gì. bỏ giúp cái chữ đầu sót đi cả. Trời. Cho cô Hảo coi lại cái câu 4 đầy đủ. Câu nào cô? Có câu 4 đầy đủ. Cái câu chị bấm lên là câu số 5, chị quên đánh dấu á Trần. Cái câu của chị mới bấm lên là câu số 5, chị quên đánh dấu số 5 rồi. Em biết rồi, em biết câu 5 rồi. Em bóp copy rồi. Chưa? Dạ có hai, có ai làm chưa như Trân? Không, hai cô Bảo đang dịch. Rồi. Chị muốn thì chị cứ Hoa dịch đi Hoa. Tại vì cô tìm mấy cái từ nó lâu quá.
cô nào làm câu nào nó không chân hỏi chân tắt giờ. Câu 3 là cô Phúc, câu 4 là cô Hảo. Đi cô Năm Trân. Cô Năm Trân ơi. Con Năm đã có mùa dịch rồi. Giờ còn câu 3, câu 4 không mấy cô ơi? Nghĩ lên cho viết câu hỏi chứ đâu phải là dịch. Trân ơi, cô dịch câu thứ 3. Đâu rồi? Đấy, đấy câu số 3. Vì trong sách không có rồi. Mấy cô giờ chụp hình liền á, chụp hình lên màn hình cho nó nhanh. Không mấy con có post bài đó, mở Facebook thì lâu quá. Thì chụp hình liền cho nó nhanh. Trân ghi giùm cô cái máy cô rồi nó nhảy tùm lum vậy. Các vị vua. Câu nào cô? Câu số 4, số 4 à. Con đánh giùm cô hả? Ừ, đánh giùm cô đi. Cô đánh bữa nay máy đó, nó lung tung quá. Rồi, cô đọc đi. Các vị vua sẽ mời nhiều vị Bà La Môn thông thái. À, vào lâu đài để làm lễ đặt tên, để đặt tên ấy, để đặt tên, để thực hiện việc đặt tên, cho việc đặt tên. Để sao? Để đặt tên. À, ừ đúng rồi, để làm cái việc đặt tên, để làm cái việc đặt tên. Cô Cúc câu 3 hả cô Cúc? Cô Cúc. Cô quên mở mic. Tôi khóc. À, tôi khóc vì sẽ không thấy sự giác ngộ của Thái tử. Của ngài hay hơn chị của ngài hay hơn? Của ngài. Lát. Ủa? Là gì Tân? Trân ơi, tôi khóc vì sẽ không có được Ủa, không có được thì nó đâu có nghĩa ta? Không được nhìn thấy, không được, tính là không được. À, không không được. Nó phải ná chứ không. Nó phải tính là được. Còn có nào thì sẽ dạ. Không thấy được sự giác ngộ của ngài hay của Thái tử.
Con để sư sửa. Cô Hảo làm lễ đặt tên nó hay hơn làm việc đặt tên cô Hảo. Không, không có cái chữ lễ lễ nè. Làm, tức là nhà vua mời nhiều vị Bà La Môn trong vào trong lâu đài, vào trong lâu đài trong hoàng để cung. Làm vào trong hoàng cung, để vào trong hoàng cung, vào bên trong hoàng cung để làm lễ đặt tên, để làm cái việc đặt tên, để làm việc đặt tên, lễ đặt, làm lễ đặt tên cho con trai. Thôi con trai đâu. Dạ thưa sư, các cô đã sửa bài tập xong rồi. Trân lát nữa bạch với sư, xin sư bót bài tiếng dịch tiếng Việt sang tiếng Mali trước luôn nha sư Trân. Không, con đã bót bài rồi, các cô coi lại Facebook con bót á. Con đã bót rồi, trước khi học là con đã bót. Con cũng đã gửi file rồi, các cô coi lại đi. Cảm ơn Trân. Dạ. Chị bót con ba lên luôn rồi á Trân. Trân sư dễ sửa cho. Sư, các cô đã sửa xong rồi. Sư mở mic chưa? Mở mic rồi mà không có thấy, không có tín hiệu. Dạ chưa nghe tiếng sư ơi.
Cái sư chưa mở mic cái sư. Chắc lúc nào không hay ta. Dạ giờ nghe rồi, dạ nghe tiếng sư rồi. Sau khi hạ sinh hoàng tử, sau khi hạ sinh hoàng tử 7 ngày và hỗn hoa maya đã thăng hà và thanh lên khỏi trời. Cái này là người ta dùng ở thầy vị lai mà. Sau khi hạ sinh hoàng tử hoàng lên rồi á thanh hồ nữa. Nó đã đi cho bỏ rồi. Nó nghe nó hơi trời hay là hoàng tử của mình 7 ngày nghe nó hơi kỳ đi. Atano con thấy là tự mình thì con không biết dịch thế nào thì chia sẻ. Tự mình không được. Mình Atano cách sao? Wow. Bỏ đi, bỏ chữ Atano đi. 7 ngày hoa hậu Hamida sẽ mang hà và thanh lên khỏi trời. Ai thưa sư sẽ xong. Cái này nó là bỏ chữ đã. Sẽ băng hà chữ sẽ đi bỏ đi hai một chữ được rồi. Bỏ chữ sẽ sao mà xanh ý là nó sẽ nói mà xanh lên nó bỏ chữ sẽ. Rồi đức vua tình hoạn sau khi ngạc nhiên trước thái độ của đạo sĩ đã hỏi ông ấy ha. Cái này bỏ chữ bà đi. Tôi khóc vì sẽ không thấy sự giác ngộ của ngài. Câu dưới thưa sư, câu dưới sư, câu đó tại cô Quốc viết là lỡ lên chừng. Tôi đã khóc vì không được nhìn thấy thái tử của ngài. Sẽ không nhìn được, sẽ không sẽ không được nhìn thấy thái tử của ngài. Câu này nó là sử dụng áo rụt đi khứ. Và câu số 4 thì lấy câu dưới hả sư? Rồi câu số 4. Các vị vua sẽ mời nhiều vị Bà La Môn thông thái vào lâu đài. Mời nhiều vị Bà La Môn thông thái. Sư cầm dưới sư sư. Sao vậy, sao mà không biết lung tung nhỉ? Không phải hai người viết á. Ý là hai người viết á.
vua sẽ mời nhiều vị Bà La Môn thông thái để đặt tên. Con này biết sao bị lỗi lung tung. Này để đặt tên. Namaskar. Để đặt tên. Thiếu câu nhưng mà chọn ai đó thì nó hay hơn. Hay thêm chữ Raja Kumara Sati. Santo. Santo, Santo. Cái này chữ bên trong này biết có phía sau hả? Tên cho thái tử trong cung điện. Câu dưới là, lấy câu trên hay câu dưới sao? Câu dưới. Rồi khoan, các vị vua. Cái này đức vua, nó phải các vị vua, đức vua. Vua sẽ mời nhiều vị Bà La Môn thông thái để đặt đơn cho thái tử trong lâu đài. Ở đây trong lâu đài biết cuối cùng. Trong lâu đài biết đi. Trong lâu đài biết cuối cùng. Nghe vậy đó kỳ không sư? Tại vì cái trong lâu đài nó không đặt trước câu, đặt sau câu, nghe nó thấy kỳ. Dưới dễ nghe hơn đó sư, bạch sư. Đâu có gì đâu con này. Theo con dưới này cũng được, nhưng mà thêm đặt tên cho thái tử cho. Ai lấy theo con dưới lấy, ai lấy theo con tên này. Sao giờ lấy câu nào? Lấy hai câu. Theo cái chữ thái tử cho thái tử. Đặt tên cho thái tử. Rồi được rồi, hai sư ha. Rồi, câu số 5. Nếu thái tử chỉ thất thoát sống tại gia đình thì sẽ trở thành bậc chuyển luân thân vương. Nếu thái tử thất thoát sống tại gia đình thì sẽ trở thành bậc chuyển luân thân vương. Rồi, câu số 5 gì nữa? Mời mời câu 5 câu tiếng Việt để kỳ sau mình làm. Mời lớp thứ 7 là tiếng Việt. Thank you.
ơi. Đến này là xong, kết thúc hả sư hả? Trân Trân kéo cái việc coi bằng sang Bali để cô Hảo chụp hình. Trong bài con đăng có cô. Vậy hả? À, rồi cô cảm ơn. Không có đó. File mới đó cô. Hôm bữa cô có gửi file cho các cô, file mới luôn rồi đó. À rồi cô cảm ơn. Cô nhận được hết rồi ạ. Dạ, file tổng luôn á. Chụp sẵn rồi, chụp luôn đi. Ơi, cô cảm ơn Trân. Dạ. Dạ, buổi học kết thúc. Chúng con kính tri ân sư đã dành thời gian giảng dạy Bali cho chúng con. Dạ, chúng mời cô tu nữ Phúc Hạnh thay mặt lớp tụng kinh hồi hướng phước báo có đường đến chư thiên à. Dạ, xin mời cô. Nam mô Bụt Tha Giá, Nam mô Tham Ma Giá, Nam mô Sang Kha Giá. Con thành kính đảnh lễ sư. Kính chào học viên à, sau đây con xin đại diện lớp con hãy hướng đến chư thiên à. Akasatha Chaphamatha Devanaga Mahitika Bunyan no Anumodantu Chirang Charkantu Sasanang